Chiều 23 tháng 9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua báo cáo về ý kiến của các bộ ngành địa phương, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, đúng trúng, sát thực tế của các đại biểu và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ tiếp thu hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành phù hợp để phát triển thị trường khoa học công nghệ thời gian tới. Để khắc phục những hạn chế hiện nay, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các quan điểm để thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ và đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Theo đó, các bộ ngành địa phương nâng cao nhận thức về thị trường khoa học công nghệ, tập trung rà soát tháo gỡ những khó khăn điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để thị trường khoa học công nghệ phát triển đồng bộ, hiệu quả cao, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tập trung thực hiện các mục tiêu lớn và các nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra trong chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ quốc gia đến năm 2030. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 2011 đến nay, bộ máy quản lý nhà nước về thị trường khoa học công nghệ được hình thành và từng bước được kiện toàn từ trung ương đến địa phương, cùng với nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Nguồn cung hàng hóa khoa học công nghệ từ các viện nghiên cứu, các trường đại học tăng đáng kể, nhu cầu và năng lực tiếp cận hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao và cải thiện. Tuy nhiên, thị trường khoa học công nghệ ở nước ta đang ở dạng sơ khai, mới bước đầu hình thành và từng bước phát triển. Nguồn cung hàng hóa khoa học công nghệ trong nước còn hạn chế, các tổ chức trung gian môi giới và cơ sở hạ tầng của thị trường khoa học công nghệ còn rời rạc tự phát, chưa liên kết thành mạng lưới để hỗ trợ các dịch vụ trên thị trường. Sự liên thông giữa thị trường khoa học công nghệ trong nước với thị trường khoa học công nghệ thế giới, cũng như với các thị trường khác ở trong nước còn hạn chế. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, tổ chức, các nhà khoa học tập trung phân tích đánh giá sự vận hành của thị trường khoa học công nghệ có tương xứng vai trò, vị trí trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các chủ thể chính của thị trường khoa học công nghệ và đánh giá sự tương tác, hợp tác, phối hợp giữa các chủ thể này với nhau, chỉ rõ những vướng mắc trong thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đưa ra những giải pháp để tăng cường vai trò của nhà nước trong định hướng, điều tiết và hỗ trợ hiệu quả thị trường khoa học công nghệ phát triển trong thời gian tới.